Mình anh rất vui vì cuối cùng cũng đã đến thứ hai để được gặp lại tất cả các bạn trong bản tin hóng hớt đầu tuần rồi đây. Nào ngay bây giờ hãy cùng với Minh Anh khám phá những tin tức nóng hổi có trong tuần vừa qua nhé. Before Esports đăng quang Free Fire Brazil LBFF mùa 6. Showmatch Free Fire Diwali All-Star 2021 bùng nổ tại Ấn Độ. Hé lộ thẻ vô cực mới cực đỉnh. Cuộc thi sinh viên tài năng 2021 Bigenji kết thúc. Đại chiến quân đoàn mùa đông 2021 có sự tham gia của rất nhiều cái tên sừng sỏ. Cuối tuần qua, giải đấu Free Fire Brazil LBFF mùa 6 đã kết thúc với sự thể hiện xuất sắc của Vivol Esports. Họ đã đánh bại đương kim vô địch Vivo KD và trở thành tân vương của Free Fire Brazil. Với sự thể hiện vượt trội của mình ngay từ vòng bảng, Before Esports đã bước vào vòng chung kết với 12 điểm cộng thêm, khi mà đương kim vô địch Vivo KD chỉ có vỏn vẹn đó là 2 điểm cộng. Đây là một lợi thế vô cùng lớn trong lượt trận chung kết này. Trải qua 9 trận thi đấu vô cùng căng thẳng, đương kim vô địch Vivo KD đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi giành đến 2 Buya và vươn lên vị trí thứ 2. Before Esports đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Dù chỉ giành được một Buya nhưng lượng điểm kiếm được luôn ở mức ổn định. Qua đó, xuất sắc xóa ngôi vương vô địch của Vivo KD và trở thành tân vương của LBFF mùa 6 này. Tuy nhiên, MVP chung kết lại thuộc về MTS 007 của SS Esports, đội tuyển xếp hạng 6 toàn giải, chứ không phải là thành viên của Before Esports hay Vivo KD. Cũng trong cuối tuần qua, giải đấu Showmatch Free Fire Diwali All-Star 2021 đã kết thúc. Đây là Showmatch tổ chức dựa trên lễ hội đèn, một sự kiện cực kỳ quan trọng của người Ấn Độ. Showmatch nhằm kỷ niệm lễ hội treo đèn và cầu nguyện vô cùng quan trọng trong văn hóa của người Ấn Độ, với sự tham gia của rất nhiều các streamer nữ nổi tiếng đến từ Ấn Độ. Showmatch được diễn ra trong 2 ngày và đã nhận được sự đón nhận của rất nhiều khán giả. Sau 2 ngày thi đấu, TSG Man đã xuất sắc chiến thắng Showmatch với 2 Buya và 33 kill. Mặc dù đây chỉ là Showmatch vui vẻ giữa các streamer, nhưng khán giả đã được xem những màn thể hiện vô cùng đã mắt của các idol, cho thấy kỹ năng của các streamer Ấn Độ không phải là dạng vừa đâu nha. Vừa qua, trên trang chủ Garena Free Fire Việt Nam đã hé lộ cho chúng ta về thẻ vô cực mới mùa 42 cực kỳ đỉnh. Hứa hẹn sẽ không làm các bạn phải thất vọng đâu. Với bộ trang phục mang phong cách hỏa ngục thần long, thẻ vô cực mùa 42 này sẽ mang đến cho các bạn không chỉ những bộ cánh lộng lẫy, đẹp mắt hay những phụ kiện đi kèm vô cùng là chất lượng, mà các bạn có thể sở hữu MP5 lửa đại ngục, skin độc quyền chỉ có tại thẻ vô cực mùa 42 này. Và để nhận trước những trang bị siêu khủng này, các bạn có thể đặt trước để sở hữu nữa đấy. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì mà không nhanh tay sở hữu cho mình chiếc thẻ vô cực siêu hấp dẫn này thôi nào. Thứ năm vừa qua, cuộc thi sinh viên tài năng 2021 BGenZ đã kết thúc sau một tháng diễn ra vô cùng khốc liệt. Và cuối cùng, hai gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho hai nửa cuộc thi đã được tìm ra, với phần thưởng là hai chiếc điện thoại iPhone 12 cực kỳ giá trị và 10 triệu đồng tiền thưởng. Trịnh Phạm Quế Như hay còn được mọi người biết đến với danh nghĩa là người yêu của chàng tuyển thủ đầy tài năng Hiervi Bành, và anh chàng Nguyễn Minh Tuấn đã xuất sắc vượt qua 21 thí sinh còn lại để giành về cho mình phần thưởng vô cùng là giá trị của ban tổ chức. Đây là cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước và đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều các bạn. Đây không chỉ là sân chơi mà còn là nơi để các bạn kết giao bốn phương. Nhờ có Bigenji mà rất nhiều tình bạn mới đã được kết giao. Bigenji hứa hẹn sẽ còn quay trở lại với nhiều sự kiện và phần thưởng hấp dẫn hơn nữa. Đón chờ nha! Đại chiến quân đoàn mùa đông 2021 đã mở đăng ký được 1 tuần và chứng kiến sự tham gia của rất nhiều cái tên sừng sỏ. Và các bạn hãy nhanh chân lên, bởi vì thời gian của chúng ta sắp hết rồi. Đăng ký ngay để có cơ hội trở thành quân đoàn mạnh nhất Việt Nam. Mới chỉ có mở 1 tuần đăng ký thôi, nhưng đại chiến quân đoàn mùa đông 2021 đã nhận được sự đăng ký của rất nhiều những cái tên sừng sỏ và đình đám trong cộng đồng Free Fire Việt Nam. Có thể kể đến như quân đoàn Huế Kinh, Á quân đại chiến quân đoàn 2020, cựu vương mùa đầu tiên của chiến địa phân tranh Phú Thọ Esports, hay những cá nhân vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng Free Fire như Ma Gaming,
Xoăn, Vang Mèo hay Hoài Nam, MVP chung kết đại chiến quân đoàn mùa xuân 2021 vừa qua. Nhiều đó cái tên đã làm cho các bạn cảm thấy hứng thú hơn với đại chiến quân đoàn mùa đông 2021 chưa? Vậy thì còn chờ đợi gì nữa mà không đăng ký ngay ngày hôm nay thôi nào? Sắp hết hạn rồi đấy nhá! Và đó là những tin tức nóng hổi mà Minh Anh đã tổng hợp lại trong tuần vừa qua. Bạn ấn tượng với tin tức nào nhất? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới nhé! Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao!